Ok, cái phần thủ thư nữa các bạn. Trong thủ thư nha, mình sẽ có một cái đao, đúng không? Mình sẽ có một cái đao thủ thư nhé. New một cái Java. Đấy. Thủ thư hoặc là quản trị hoặc là nhân viên gì đó, đúng không? Mình đặt bản thủ thư thì mình để đây thủ thư luôn. Thu thu, đúng không? Thủ thư. À, trong thủ thư này thì các bạn cho cô mấy cái trường nè, đúng không? Con chuột cô nó mất tiêu rồi. Đây, private nè. Hoặc các bạn để private cũng được. Để private đi ha. Dữ liệu là để private nè. Integer nè, mã thủ thư nè, đúng không? Rồi private nè, string nè, tên thủ thư nè. Rồi private nè, username nè, string nè, username nè, private nè, string nè, password nè, và private nè, string nè, phân quyền nè. Ok. Rồi. Các bạn tạo getter setter nè. Constructor nè. Constructor trước ha. Constructor nè. Cô sẽ có một cái constructor toàn bộ các đối số nè. Chưa ạ? Rồi một cái constructor là thiếu cái mã. Tại vì cô để dùng để insert. Cô không để mã. Tại vì khi insert thì không có mã. Tại vì mã tự động. Đấy. Ok. Hai constructor đó. Và cô insert cái getter setter. Chưa? Yeah. Cái generator, cái setter, getter. Ok. Xong. Đó, là xong cái constructor này. À cái class thủ thư nhá. Rồi mình bây giờ mình sang DAO nè. Mình cũng cô cũng có cái thủ thư DAO. Thủ thư DAO. Ok. Trong thủ thư DAO thì các bạn nhớ cho cô nè, mình liệt kê các cái hàm trước, được chưa? Cái hàm trước mình có hàm gì mình add cái hàm đó trước để mình hình dung là mình tính là mình phải làm gì. Giờ các bạn có hàm xem trên sửa xóa đúng không? Đây, search thêm nè, public void nè, insert nè. Cô để vậy thôi, cô chưa làm nhé, cô chưa làm. Cô để đó để các bạn hình dung là có những cái hàm gì thôi. Ok. Nóng máy thật chưa? Đó. Đó, con chuột. Trời ơi. Con chuột cô nó lag dã man lag không? Rồi. Mình copy thôi. Insert này, update, delete nè, đúng không? Update, delete nè. Rồi. View, view để đó đó, view. View cô làm sẽ làm khác nha. Cô sẽ sửa lại nha, cái này là view. Hoặc là view all. Gì đó, đúng không? Bữa trước cô để là gì get all gì đó đúng không? Rồi ok. Cô bây giờ trăm check login nè. Đúng không? Check login. Được chưa? Rồi còn hàm gì nữa? Bắt lỗi hả? Validation hả? Validation hả? Check login. Ok. Rồi, bây giờ mình làm check login trước nha. Thì hàm thường hàm check login là kiểm tra login thành công hay không ấy. Cô không trả về void mà cô trả về true hoặc false boolean. Nghĩa là login thành công hay không. Ok. Rồi. Thì cái này return return gì đó chỉ mình, return true. Ok. Cứ return đi. True false thì tùy mình. Không quan trọng. Để nó hết lỗi đã. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình làm nhé. Rồi,
À, bây giờ mình check login thì mình làm sao? Đối số truyền vào là gì? Thì thường mình sẽ đối số truyền vào sẽ là mình check username và password. Ok không? À, cô sẽ là đối số truyền vào của cô sẽ là username và password. Ok. Vậy mình sẽ string username và password. Tại vì các bạn phải có username và password thì các bạn mới check đúng không? Được chưa? Rồi. Ok. Rồi sau đó các bạn mới bây giờ vào database này. Bây giờ để dùng được database thì các bạn vào cái DB helper. Các bạn check nè, thủ thư nè. Mình sẽ lấy từ cái bảng thủ thư này mình select nó ra, đúng không? Thế đấy cô đổi cái version cái. Đổi version để cho nó nếu mà có cái thay đổi gì đấy thì nó cập nhật lại. Đúng không ạ? Khi cô đổi version thì nó sẽ gọi đến cái hàm. Nên khi nó chạy thì nó sẽ chạy cái hàm này on upgrade. Cứ đổi version là nó sẽ chạy hàm on upgrade. Thì đổi version thì các bạn lưu ý là version mới sẽ phải là cao hơn version cũ, nhỏ hơn bằng không được. Rồi các bạn xóa hết tất cả các cái bảng có sẵn đi, nếu tồn tại thì xóa. Xong các bạn gọi đến cái hàm này để tạo lại on create này, gọi đến hàm on create để nó tạo lại toàn bộ. Đúng không? Rồi. Bây giờ mình sang cái thủ thư down này các bạn. À, cô sẽ phải dùng cái DB helper. Có nhiều cách để dùng. Một là các bạn dùng trực tiếp ở trong cái hàm này, hai là các bạn khai báo để dùng chung. Thì nếu khai báo dùng chung thì các bạn sẽ khai báo ở đây. Cô sẽ tạo một cái constructor của thủ thư down public. Thủ thư down. Rồi. Ok. Cô sẽ gọi cái DB helper. DB helper dùng nó. DB helper. Rồi, cô sẽ gán bằng DB helper gán bằng new DB helper. Mà anh DB helper này thì cần cái context. Đây. Cần truyền context vào. Đây, nó cần truyền một cái context vào. Ok. Thì yêu cầu ở đây các bạn cũng phải truyền context vào. Mà context thì cái này không có. Context nó có trong activity. Còn cái này không phải activity thì nó không, activity nó là context còn cái này không phải. Không phải thì bản thân nó không có. Không làm sao có được thì mình truyền vào. Cô để cái context vào đấy. Không có thì truyền nó vào thôi. Đó, mình đưa context vào đây. Ok. Truyền vào để khi nào mình dùng nó thì mình gọi gọi anh này thì mình truyền. Thường mình sẽ gọi thủ thư down activity. Gọi thủ thư down activity thì mình sẽ truyền context ở đó là xong. Thì các bạn lưu ý nè, một cái giá, một cái đối số nào đó hay là một thành phần nào đó các bạn muốn dùng mà các bạn không có ở trong cái nội tại class này thì các bạn có thể truyền vào. Ok không ạ? Truyền vào. Rồi. Nhân đây khi nãy có câu hỏi của bạn Huy là mình truyền user kiểu gì thì cô khai báo user ở đây luôn. Khai báo ở đây được luôn nhé các bạn. Public static. Rồi thủ thư. Mình không phải user mà mình để thủ thư. Tại vì cô sẽ trả về cái username và password mà. Đúng không? Phân quyền. À thì cô sẽ tạo một cái thủ thư. Thủ thư. Đây. Đó. Rồi. Cô để cái user cũng được nhé các bạn. Đó, cái biến này để đây. Có thể khởi tạo null cho nó ban đầu cũng được, nó chưa có gì để nó null. Đó. Ok. Rồi. Bây giờ nè. Nếu đăng nhập thành công thì cô gán cái user này cho cái thủ thư á. À, còn nếu mà cô đăng nhập không thành công thì thôi. Cô không gán. Ok. Rồi.
Nó sẽ liên quan đến cái chuyện mà cô truyền nhá, tí nữa cô sẽ nói lại nè, từ từ đã. Đấy, cô sẽ liên quan đến khái niệm cô truyền vào. Rồi nhìn nào. Chờ xíu, tí sẽ sửa tiếp đấy. Rồi bây giờ cô sẽ làm tiếp database xong đã rồi mình tính tiếp nhá. Rồi. Cái database này. Mình ấn này đi. Rồi. Mình sẽ có là gì đấy ạ? À, DB helper. À, DB SQLite database. Lại. À, database DB gắn bằng DB helper chấm. Mình chỉ đọc thôi, cho nên mình get read able. Đúng không? Đấy, vậy là mình có database để mình sử dụng nhé các bạn. Rồi câu lệnh truy vấn nè, string SQL nè. Gắn bằng nè. Select à, sao from bảng thủ thư where, where các bạn where có thể gắn trực tiếp luôn hoặc là where bằng chấm hỏi để các bạn truyền parameter cái gì cũng được tùy các bạn dùng nhé. Để câu lệnh này là câu lệnh truy vấn nè. Where username, username này là trong database nhé, bằng nếu các bạn gán luôn thì đây các bạn có nháy đơn nè, cộng chuỗi ha, username rồi enter xuống dòng là tại vì nó dài nè, cộng nè chuỗi nè, cách một cái nè, à dấu nháy nè, cách một cái nè, end nè, password bằng bằng nháy cái nè, rồi cộng nè, password nè. Xong. Đây là câu trả lời truy vấn. Tôi sẽ lấy dữ liệu à từ anh này, where username bằng anh này và password bằng anh này. Nếu nếu cái này nó trả về hơn một cái. À nó trả về, nó không trả về gì khi nó sẽ là trả về cái row của nó bằng không đúng không? Rồi bây giờ các bạn check cho cô nào. If à, mình truy vấn cái đấy chứ. Truy vấn thì có là mình có là DB cursor cursor set gắn bằng DB.raw query đúng không? Truyền cái đối số truyền anh này vào là SQL. Xong. Đối số không có gì cả, để là null. Mình không có argument, không có đối số để null luôn. Rồi. Nếu cái con trỏ này mà trả về cái số phân tử mà lớn hơn không, nhỏ hơn không, đúng không? Thì mình không tính. Bây giờ lớn không. Rồi. If cursor chấm. Đó. À, mình lấy cái gì ạ? Lấy cái số lượng, tức là ghét cái count của nó, cái số phân tử của nó. Get count nè. Số phân tử của nó. Nếu anh này mà lớn hơn không. Lớn không thì sẽ return true. Còn ngược lại thì return false. Đấy. Cô sẽ return false đây luôn. Còn nếu không thì return true. Đấy là xong rồi. Xong rồi. Nếu cô không có trả về cái user, cô không cần lấy user thì cô có thể rút ngắn cái câu này như sau. Cô có thể rút ngắn câu này như sau. Return return gì ạ? Return cái này luôn. À. Là xong. Xóa đống này đi. Các bạn thấy nó cực kỳ ngắn gọn nào. Nhưng bởi vì là cô cần phải trả về thằng user này nữa. À. Cho nên là cô cần viết thêm. Nhưng mà không cần viết thêm cũng được. Cô viết trả user cô viết ở ngoài cũng được.
Cô viết ở ngoài cũng được, không sao hết. Cô viết ở đâu cũng được. À, bây giờ trả user, cô không thích viết ở đây, cô viết ngoài cũng được các bạn nhé. Cô viết trong này cũng được luôn. Cô viết ở đây cũng được luôn. Hoặc cô viết ở ngoài cũng được luôn. Ok không? Ok. Rồi, bây giờ cô viết ở đây nè. Viết ở đâu không quan trọng. Quan trọng là các bạn biết cách viết thôi. Rồi. Cô... Đây. Cô xóa anh này đi. Đấy, có ý đồ nhé các bạn. Viết mình phải có ý đồ. Rồi cô comment, bỏ comment anh này. Bây giờ viết nè. Vẫn return nhá. Vẫn return. Nhưng cô lưu thêm giá trị vào đây nè. Rồi. Ok, cô bây giờ lấy username password nè. Cô lấy hết thông tin nè, toàn bộ thông tin nè. Lấy ID nè. Rồi nhìn nhá. Cô sẽ đưa con trỏ về đầu, cursor chấm move to first. Đưa con trỏ về đầu. Chấm move to first. Đưa con trỏ về đầu. Đó. Cái này là đưa con trỏ về hai dòng đầu tiên. Rồi, mặc dù một dòng hai dòng tôi không biết, tôi chắc chắn mới đưa rồi. Thì tại vì cái này các bạn đưa về một cái cho nên cô sẽ là gì đấy ạ? À. Cô sẽ lấy là cái integer mã thủ thư sẽ gắn bằng cursor.getIn đúng không? Cái cột thứ nhất là cột 0 đúng không mấy đứa? Cột 0 hay là cột 1 nhờ? Ừ. Cái thứ hai là họ tên string tên thủ thư gắn bằng cursor.getString cột 1 rồi. Còn lại string hết cho nên cô sẽ copy username, pass và phân quyền luôn lấy hết nhá. Cái này cô để là username. Cái này là để password. Cái này để là phân quyền. Đó, đây là cột. Đây là cột 2, cột 3, cột 4. Ok. 0, 1, 2, 3, 4 rồi. Tổng 5 cột. Xong để cô mới add nó vào anh này. User gắn bằng new thủ thư. Đưa nó vào. Mã tên gì ạ? Username, password, phân quyền. Ok. Rồi. Ok, đã lưu được rồi đấy. Rồi. Được chưa? Cô lưu rồi đấy. Và khi các bạn lấy thì các bạn lấy tên cái này nhé. Thủ thư đao chấm user là nó ra. Ok. Đã xong rồi. Cô đã xong phần check login rồi. Ok. Rồi bây giờ nè. Cô vào cái DB helper cô thêm một cái cột lại nhé. Thế này cô chưa thêm. Đúng không? Thủ thư nè. Rồi, username là gì đấy ạ? Giả sử như là Minh NT, password là 123456. Anh này là thủ thư. Anh này là Đào Trương Thị Tuyết Đào. Anh này là pass là 123. Anh này là admin đi ha. Rồi, tùy các bạn. Thường người ta sẽ admin vào, người ta cấp cho người ta một cái account là admin admin. Hiểu không ạ? Vui lắm. Account này thì giống kiểu account ngầm định á, bắt buộc hệ thống nào cũng vậy nhé. Đấy, giống như cô để cái này là admin. Đấy. Admin 123 hoặc là admin luôn. Đấy các bạn, cái này để là admin.
Đó. Nhưng giống kiểu là cao ngầm định ấy các bạn nhé. Sau để ông này ông mới vào, ông mới cấp cho những ông ấy thêm, ông thêm thủ thư. Rồi, bây giờ cô làm chức năng là xong hết rồi nhá. Xong hết phần down rồi. Thủ thư down là xong hết cái phần này rồi, những cái này làm sau nhé. Rồi. Có vẻ hơi ồn nhỉ. Rồi. Ok. Bây giờ cô sẽ làm cái activity login này. Đây. Cô vào cái đây, new activity cô để ở ngoài. Chọn cái activity. À, login. Empathy nhá. Cô chọn login ha. Xóa này đi. Cô vẫn để cái chữ login để cô còn đôi khi phân biệt với cái fragment. Thực ra là cả cái này cô chỉ có hai cái activity thôi, một cái main và một cái login hết. Còn lại là fragment hết. Còn lại là fragment hết. Rồi. Forgot password đó hả? À, khi forgot đó hả? Tùy em. Tùy em. Em làm đây lóc cũng được mà. Cái gì cũng được. Đi mình nhá. Thích làm gì cũng được mà. Đấy, làm activity cũng được luôn. Cái đấy không quan trọng nhá. Ê, nó hơi lâu ha, chờ xíu. Máy nó chậm, màng chậm. Trong lúc buồn buồn chờ nó lấy thì cô lên mạng cô lấy một cái logo. Đây. FPT Polytechnic đúng không? Save image. Ok, logo. Đó. Cô vào có copy. Đấy, được rồi đó. Rồi cô vào cái rack này. Rồi bộ này cô cần trôn về cái. Ok, đừng để vào 24 nhá, để vào rồi bộ này. Để vào 24 là nó bị nhá, nó không gọi được đâu nhá. Ok. Rồi. Bây giờ cô vào cái activity này cô kéo thả. Các bạn sửa lại cái giao diện kia cho nó dễ nè. Linear thôi hả? Ok. Cô để cái linear để mua cho nó nhanh nhé. Linear. Layout. Đấy, nó cũng chậm đó, thấy không? Đấy, các bạn phải chờ chờ. Cái này các bạn lưu ý phải để cái orientation vertical nha, không để nó lỗi ạ. Rồi các bạn thả cái hình vào đây nè. Nắm cái hình thả vào. Hoặc gõ cũng được tùy. Đây, image view. Nắm image view thả vào. Okay. Rồi để cái logo. Logo nè. Ok.
Ok, rồi. Các bạn thả cái text vào ha. Đó, một text. Hai text. Password lấy luôn, thả text vào đây. Đó. Trời nó chậm ha, nó chậm dã man chậm. Sao nó lỗi được ta? Cái button thả vào đây. Rồi, sửa code. Nó lỗi thì mình sửa code thôi. Rồi. Edit text. Đây. Cô đổi là edit text. Username. Cái này là bỏ đi ha. Text password bỏ đi ha. Ok. Hình hình cô để là hình nhá. Rồi. Enter username. Okay. Ủa? Nhầm à? Input type. Cô thiếu cái input type. Nó là text password hả? Gõ cho password cho nó nhanh này, chậm quá. Password này. Rồi text password ha. Để đó. Cho nó có cái sao 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 đó. Ok. Còn anh này thì không cần hai anh này. Cô bỏ text luôn. Cái này cô để là hint. Đây là enter username. Còn cái này là enter password. Ok. Còn anh này là cô để tag là login. Xong. ID là button login. Ok, xong rồi. Vậy thôi. Đơn giản. Ui giời, sao nó nhỏ xíu nhỉ? Yêu ghê vậy. Ủa gì dã man nhỉ? Kệ nó đi. Sao còn lỗi nè mấy đứa? Too tag size too small, nhỏ quá hả? Ấy sao crop content là nhỏ quá tào lao. Rồi anh này cô để là ô sao kỳ vậy, 48 dp nhỏ gì nữa. Ok, 48 dp, kích thước chuẩn của nó là 48 dp, cho 48 luôn, khỏi lỗi ha. Chắc hết lỗi rồi đó, vẫn còn à. Ê kỳ cục. Render problem. Cái gì á? Thôi kệ nó đi. Bực quá. Rồi kệ nó đi nhá. Rồi. Còn vấn đề gì nữa không? Hết lỗi. Lỗi thì không có, mà tại sao là render problem? Ba ba. Tiếp refresh layout. Ok, nó bảo mình refresh cái layout đi, tắt mở lại rồi kệ nó đi. Rồi ok, xong. Bây giờ cô code nha, cô code để cô gọi anh này nè. Đó, cô code để gọi anh này thì các bạn vào đây. Ok, đầu tiên là các bạn tham chiếu tới cái giao diện gì thì các bạn gọi tới đó. Này mình có sẽ có hai cái edit text đúng không? Mình sẽ có hai cái edit text là edit text username và edit text password đúng không? Và edit text password. À, mình sẽ có một cái button đúng không? Đó, đó là button login đúng không? Login xong. Rồi mình tham chiếu nó thôi. Edit text username gắn bằng file view by ID. Được chưa? Edit text username. Rồi copy cái anh này nhé. Là hơi chậm, không phải hơi chậm mà rất chậm. Rồi button xong. Ok, password đấy, anh này các bạn cũng để là password luôn.
Cái rau diền sao ta? Có rau diền. Chờ cô xíu. Rồi. Cái password. Ôi, cô chưa đổi. Ồ, cô đổi nhầm rồi, ok. Cái dưới là đây, cái trên là username, cái dưới là password. Ok, rồi vào đây. Đây, cái này các bạn để là password ha. Đấy. Con này là button. Button login. Wow. Rồi. Ok, xong. Rồi bây giờ các bạn khi click chuột nè, các bạn nhìn nè. Khi click chuột thì nó sẽ check login ha. Đây. Mình sẽ có là butter login chấm set on click listener đúng không? Set on click listener. New on click listener. Ok. Các bạn đừng gõ từng cái mà các bạn enter cho nó sinh ra code nè. Cái này là một cái hàm, một cái method. Nó của cái này gọi là on click listener, nó gọi là một interface. Đúng không ạ? Cái hàm này bắt buộc nó phải implement anh này. Ok. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ lấy username và password nè. Được chưa? Mình sẽ có là string username gắn bằng edit text username chấm get text, lấy text từ một cái text view thì mình sẽ dùng cái get text, nhưng mà nhớ chấm toString cho cô nha. Rồi tương tự cái password, string password sẽ gắn bằng lấy từ cái form xuống ha, view xuống ha, password cũng chấm get text chấm to string ha. Rồi sau đó các bạn bắt đầu mới gọi hàm nè, if cái hàm của mình là hàm gì, hàm của mình là hàm check login mà nó nằm ở trong thủ thư down, cho nên các bạn phải khai báo thủ thư down trước đúng không, cho cô nên là chỗ này cô sẽ thủ thư down cô khai báo trên này đúng không, để các bạn có thể dùng nhiều lần mà đúng không. TT down. Rồi các bạn new anh này, khởi tạo nè, khởi tạo anh này cô cũng khởi tạo phía trên này luôn. TT down gắn bằng new thủ thư down. Rồi các bạn thấy là nó phải cần truyền một cái context, đối số của nó phải cần truyền một context vào đúng không, anh này phải cần truyền một cái context vào đây. Thì có phải chính chính cái activity này là context không? Cho nên cô sẽ lấy anh này chấm dit là nó là context đấy. Chưa? Để các bạn truyền context vào. Đấy. Được chưa? Đấy. Rồi. Vậy bây giờ cô sẽ if nè. Cái này chấm if cái thủ thư down chấm check login, các bạn truyền username vào, truyền password vào, nếu cái này trả về true thì các bạn báo là check login thành công, nếu là false thì các bạn báo là check login thất thất bại.
Và khi check thành công thì cô nhảy sang cái main này luôn, đúng không? Còn check thất bại thì cô không có làm gì cả, cô vẫn nằm ở đó. Ok, các bạn có thể ghi là bạn có thể sai username hoặc password thì đó, thông báo, đúng không? Vậy ở đây cô sẽ toss ra, toss đúng không? Đấy, toss. Make. Rồi, dữ dằn luôn rồi. Ở đây các bạn truyền context vào. Context là anh này. Chấm dit. Rồi thông báo nè. Login thành công. Đăng nhập thành công. Rồi cái này các bạn chấm lén. Len lon nó nhìn ha. Rồi. Còn ngược lại thì các bạn báo nó là thất bại. Đấy, copy luôn anh này nha. Rồi. Sai username hoặc password. Ok. Rồi. Khi cô đăng nhập thành công thì cô sẽ nhảy sang cái này. Cô sẽ vào main. Vào main thì cô sẽ tạo một cái intent. Đúng không? Y dán bằng new intent, các bạn truyền cái login activity chấm dit và nhảy sang main activity chấm class ha. Xong các bạn gì đấy ạ, start activity xong. Đó, login đơn giản vậy thôi đó. Cô enter này xuống dòng các bạn nhìn cho dễ ha. Đây. Đó. Enter. Xuống dòng nhìn cho dễ nè. Enter. Đúng không? Hết. Đó. Ok. Rồi. Vậy thôi. Ok. Rồi. Bây giờ cô sẽ cho chạy nhé, test thử nè. Bây giờ test thử thì cô phải sửa lại cái này. Cho chạy bắt đầu từ login, vô cái chạy login. Các bạn có thể màn hình chào xong đến login ha. Cô vào cái cho login, cô thay cái login bằng anh này. Đó, cho login chạy trước rồi. Thằng này nó lốt chậm hay sao nó bảo lỗi ta? Lỗi gì trời? Tức ghê trời. Men. Rồi. Chạy nha. Run. Đấy, các bạn chờ xíu. Nó lốt lại cái database của khi nãy luôn. Database cái nãy là có sửa đúng không? Có đang sửa. Lốt lại database. Em ơi, tôi lên đường phố cũ tìm em chiều hay ho. Chờ xíu. Trong lúc chờ đợi các bạn đã hỏi gì không? Ổn không? Tắt này đi.
mình viết code nó nằm đây. Code nó nằm ở đây. Đây. Cô có thể là lấy cái username. Cô có thể ở đây cô lấy được cái username nhưng mà lấy bên kia cũng được, ở đâu cũng được. Đó các bạn thấy tiền nhất các bạn lấy, nhưng mà cô lấy bên kia thì nó ok. Đây, cái user này. Cô lấy trong thủ thư DAO này. Cô lấy được user của nó này. Và cô biết được cái phân quyền luôn nhá. Đã trong user này có sẵn cái phân quyền thì cái bản thân cái object user này là nó chứa tất cả rồi. Nó chứa tất cả rồi. Đấy thì nó có sẽ show thông tin cho bạn coi, các bạn muốn lấy gì lấy. Có username, có mật khẩu, có cả phân quyền đủ thứ nhá. Ok. Rồi. Ok. Đấy, xong rồi đó. Rồi, test thử nhá. Cô để là admin admin nhá. Đó, admin. Rồi. Đây, password cô để admin nhá. Rồi. Cô bấm là login nào. Login nào. Rồi nó văng lỗi, chờ xíu. Không sao nha, nó văng kệ nó, văng là chuyện bình thường. Mình đọc xem nó văng lỗi gì. Thường cái lỗi á là nó nằm ở cost by, cái chữ có cost by là lý do đây. À, nó dư. Ủa sao kì, dư một dấu này thấy không? Dư một dấu, câu lệnh truy vấn nè. À, nó thiếu mất một dấu chứ, sorry. Nó thiếu mất một cái dấu lúc lúc password nè, thấy không? Nó bảo rất là cụ thể nhé các bạn, nó bảo dễ lắm. Đọc nè. Đây, why vào câu lệnh select nè. Vậy thì nó nằm ở trong cái DAO. Chỗ này mình thiếu mất cái dấu sau password nè. Mình phải còng thêm cái nữa nè các bạn. Còng thêm cái dấu nháy nữa là xong. Mình thiếu dấu nháy nè các bạn. Thấy không? Rồi mình chạy lại. Đấy. Các bạn đừng có ngại cái việc nó vắng lỗi. Vắng lỗi cái nhiệm vụ đầu tiên của mình là sẽ bấm vào xem lỗi ở đâu. Mình đọc lỗi. Đọc không hiểu khi đó mới hỏi. Chứ nhiều bạn là cứ lỗi không biết lỗi đâu là vụ cứ la tá la lên. Cô ơi sao em bị lỗi, cô em sao bị lỗi. Lỗi phải đọc lỗi đã, nguyên tắc vậy. Còn chuyện lỗi là bình thường, đúng không? Code ai mà không có lỗi. Đấy, thiếu này thiếu kia, đúng không? Bình thường. Rồi. Ok, cô sẽ lock lại admin admin nha. Đây là nó là đúng rồi đó. Rồi, ai nhắn gì nhắn cô nha. Đừng có gõ, cô không đọc, cô đang demo mà. Admin. Rồi. Ai nhắn gì cứ la làng đi cô nghe đó. Rồi login nè. Đấy nó báo nè, thành công nè, nó nhảy qua main nè, đúng chưa? Nó nhảy qua main nè. Rồi. Bây giờ cô sẽ show thông tin ở trong cái main này cho bạn coi. Khi nãy là cô đã nói với bạn Huy đúng không? Cô show lên nè. Ở trong này cô sẽ tech view này nè, cô sẽ show được username, password, vân 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 vân. Đúng không? Bây giờ cô show lên cho bạn coi nhá, trong main nè. Cô vào đây. À, cô sửa lại tí info. Cô sửa lại tí, cô show cho bạn coi. Rồi cô đặt lại cái tên thôi chứ không có gì hết á. Đây. ID. Chưa có ID hả? À, cô để cái ID. Cô để là view, tech view, info đi ha, để cho vui. Còn cái này cô để là, để wrap content cũng được, nó có nhiều, nó sâu nhiều đúng không? Rồi kệ nó đi, rồi. Ở trên này cô sẽ lấy nè, main activity nè, cô sẽ lấy nè. View, tech view.
view TV ha. Cô sâu thông tin cho bạn coi thôi. Take view r chấm id chấm take view info. Rồi rồi cô lấy nè. Cô sẽ lấy được user. Cô sẽ có là thủ thư. Thủ thư sẽ gắn bằng thủ thư down chấm user. Đó. Rồi cô muốn show gì thì show. Vậy text view chấm set text nè. Đúng không? Rồi set cái gì đây? Cô lấy cái username đúng không? Tại vì nó giống nhau quá, admin admin cô lấy cái khác. Đây. Ý, ý, thủ thư chấm get. Cô get cái gì? Get tên. Rồi còng chuỗi luôn. Cách cái còng luôn. Thủ thư chấm get gì? Get username cộng chuỗi cộng thủ thư chấm get quyền ha, get phân quyền lấy được hết, lấy password tại vì các bạn lấy luôn cái object mà lấy được hết rồi. Chạy nha, cho chữ bự bự xíu các bạn nhìn cho nó rõ, cho chữ bự bự xíu. Text size size để 30 SP đi. Đấy, nhìn cho dễ rồi, chạy lại nhé. Mình sẽ có thủ thư admin đúng không? Đấy, cô lấy thủ thư trước nha, thủ thư tên nó khác nè. Thủ thư nè. Chờ xíu. Anh thủ thư nè. Đây. Thủ thư đúng không? Anh thủ thư nè. Cô sẽ lấy anh này trước, username là anh này đúng không? Minh NT. Pass là 12456 đúng không? Đấy, xem đúng nó sâu ra đúng không? Để các bạn sẽ để ý ở chỗ này nhé. Đây. Ở đây là cô sẽ lưu cái giá trị nè. Cô sẽ lưu giá trị vào cái biến gọi là biến này, biến toàn cục nè. Static. Được chưa? Cô lưu vào biến này. Ok. Khi nào mà đăng nhập thành công mới lưu. Còn không đăng nhập thành công thì không lưu. Không lưu thì nó sẽ là null. Có nghĩa là nếu cái này đang null có nghĩa là các bạn đăng nhập chưa thành công. Xong đấy thì cô lấy bất kể chỗ nào cô cũng lấy được giá trị của cái anh này. Nghĩa là ở đây cô lấy được giá trị của anh này là bằng một cái câu lệnh duy nhất thôi là thủ thư chấm user là xong. Thấy không ạ? Thủ thư chấm user là xong. Thủ thư down đó. Đó. Các bạn lưu ở trong thủ thư cũng được, lưu ở đâu cũng được. Nó giống nhau à? Static biến lưu ở đâu thì nó cũng có một giá trị à? Tại vì nó là cơ chế của nó là cơ chế nạp chồng á. Đấy, nó một một giá trị thôi. Mình nè. NT password là 123456. Rồi ok. Rồi các bạn login nhá. Đấy, nó báo thành công nè. Xong nó phải có phải Nguyễn Thị Minh nè. Minh nè. Mật khẩu thủ thư nè. Ok chưa? Hợp lý chưa? Lấy ở đâu cũng được. Thì cái biến này thì các bạn giấu đi. Ví dụ như là username thì show nhưng password các bạn phải giấu. Đúng không ạ? Họ tên có thể show ở đâu đó trên này nhưng password các bạn phải giấu. Ok. Để password lộ hết luôn. Rồi. Đó.